Kim Sơn là một huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình. Trong 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Kim Sơn là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1954 đến năm 1972, quân và dân huyện Kim Sơn đã lập nên nhiều những chiến công, thành tích, góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, sau hàng loạt hành động khiêu khích, phá hoại và dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, đánh lừa dư luận nhân dân thế giới và trong nước, chính quyền Mỹ chính thức sử dụng lực lượng của hai biên đội tàu sân bay Constellation và Tikal để Roga, gồm hơn 40 máy bay phản lực hiện đại, cả tiêm kích, cường kích, mở cuộc tiến công mang tên Mũi Tên Xuyên, đánh phá vào hầu hết các căn cứ của Hải quân ta trên suốt dải ven biển miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc với miền Nam. Với mục tiêu phá hoại sản xuất, phong tỏa các hướng tiếp viện cho chiến trường miền Nam, máy bay Mỹ đã tăng cường ném bom, bắn phá các trụ sở hành chính, cảng, kho bãi, các tuyến giao thông quan trọng. Thôn Kim Đài thuộc xã Kim Chính, huyện Kim Sơn lúc bấy giờ có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ phá hoại. Đây là vùng ngã ba sông Đáy, sông Vạc, tiếp giáp giữa ba tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, được coi là cửa ngõ của tỉnh, của quân khu. Trong thời chống Pháp, địch đã nhận thấy vị trí chiến lược này và đặt bốt chốt giữ nơi đây. Trong chiến tranh chống Mỹ, máy bay địch thường lợi dụng cửa đáy, đi theo đường sông để vào bắn phá các mục tiêu trong đất liền. Ngoài vị trí là tuyến đường bay vào của máy bay địch, Kim Đài còn là một trọng điểm bắn phá để ngăn chặn các tuyến giao thông đường sông, đường biển của ta. Nhận thức được vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn vùng ven biển, huyện đội Kim Sơn đã quyết định thành lập các trung đội dân quân trực chiến ở một số xã. Trung đội dân quân Kim Đài là đơn vị được thành lập rất sớm, gồm những thanh niên có tinh thần nhiệt tình cách mạng, có sức khỏe và lòng dũng cảm, thường trực để phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Từ chủ trương đó, những lá đơn tình nguyện xung phong vào trung đội dân quân đã được viết nên bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, bằng tình yêu tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập của dân tộc. Anh em trong toàn huyện Kim Sơn, lúc đó là con số lên tới 42 đồng chí. Thì do đồng chí Trần Mạnh Thủy, lúc bây giờ là trung đội trưởng, là cán bộ, tức là bộ đội phục viên của xã Đồng Hướng cử ra làm trung đội trưởng đầu tiên của Kim Đài, và trong đó như vậy là có tôi Phạm Ngọc Trương là trung phó, đồng thời là đồng chí Trần Thị Thắm lúc bây giờ là bí thư chi bộ. Trang bị vũ khí lúc bây giờ là mới có 15 khẩu súng K44 và 2 khẩu trung liên. Lúc bây giờ là đầu tiên thì là chỉ có tính nhất là bảo vệ, đồng thời như làm cái nhiệm vụ này trị an và kiểm soát trên ngã ba sông Đáy này. Ngày 6 tháng 9 năm 1965, máy bay Mỹ xuất hiện trên vùng trời Kim Sơn. Khi bay qua Kim Đài, chúng hạ thấp độ cao, các chiến sĩ dân quân bình tĩnh quan sát, đón lõng, chủ động chờ cho máy bay vào đúng cự ly thuận lợi. Các khẩu đội đồng loạt nổ súng, chiếc máy bay ở đầu đội hình trúng đạn bốc cháy, những chiếc còn lại hoảng hốt nâng độ cao quay đầu tháo chạy về phía cửa đáy. Trận đánh bắn rơi máy bay A4D của Mỹ bằng 27 viên đạn súng trường K44 của dân quân Kim Đài đã cổ vũ tinh thần chiến đấu, củng cố niềm tin vào khả năng thực tế có thể bắn rơi máy bay phản lực bằng súng bộ binh trong những năm đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đây là chiến thắng đầu tiên mang tính chất mở màn, cũng là động lực để trung đội tiếp tục chiến đấu với những chiến công vang dội. Lúc đó là trời nó âm u, nhưng có nghĩa là như vậy ngày mới là nó bão bão. Cho nên là địch lợi dụng thời cơ là chúng bay thẳng vào trận địa Kim Đài. Lúc đó như vậy là chúng tôi là ra lệnh cho anh em về vị trí chiến đấu.
và đúng thời cơ là địch đi thẳng vào trận địa của chúng tôi. Lúc bây giờ là đồng không đông quạnh, lúc bây trắng tinh, không có một cái cây, cái cối gì ở trước mặt. Cho nên là khi địch vào rất thấp, nó dùng như vậy là coi là bay gần như là bên trên mặt nước, cách 500 mét. Thì lúc đó thì chúng tôi đồng loạt nổ súng. Thì như vậy là trong nó như ba chiếc bay vào, nhưng chiếc thấp nhất là chúng tôi tiêu diệt ngay loạt đạn đầu. Sau chiến thắng đầu tiên, vào ngày 16 tháng 8 năm 1966 và ngày 3 tháng 5 năm 1967, quân và dân Kim Đài lại tiếp tục bắn rơi hai chiếc F-4H của Mỹ. Vậy là chỉ trong 3 năm, vào thời điểm ác liệt chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, trung đội dân quân Kim Đài đã bắn rơi 3 máy bay, khẳng định khả năng tiếp cận nhanh chóng khoa học kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị. 16 tháng 8 thì nó lại càng những trận sau nó càng ác liệt hơn trận trước. Máy bay Mỹ là nó rút được rất nhiều kinh nghiệm các cái trận oanh kích đánh vào các trọng điểm của Kim Sơn. Hôm ấy là tôi nhớ nó đánh là vỡ cả đê của Kim Sơn ấy. Nó đánh vỡ vì nó đánh cầu chính. Mà nó đánh thì nó sai lệch điểm cầu, nó đánh vào đê là vỡ mất độ khoảng 30 mét đê. Cái trận ấy là cũng oanh liệt, cũng ác liệt, quá ác liệt. Vì lúc bây giờ nói thật là không phải một mình Kim Đài đánh. Ở đây có phối hợp bộ đội, rồi phối hợp với Kẻ Đông, rồi phối hợp với Thượng Kiệm, 3-4 đơn vị. Chúng ta thấy cái chân vạc nó đánh nó đi hướng nào chúng ta cũng nổ súng, cho nên là trận địa nó sinh ra là nó ác liệt. Nên địch nó vào nhiều tầng, nhiều tốp nhưng mà nó đi vào rất nhiều hướng. Nó tránh Kim Đài thì nó gặp Thượng Kiệm, nó tránh Thượng Kiệm gặp Kẻ Đông, Kẻ Đông nó thẳng ngoài này ra. Ngày 3 tháng 5 năm 1967 là Mỹ đánh phá khu vực Kim Sơn rất ác liệt. Trong đó nó đánh cầu Trì Chính và đánh vào như vậy là coi là chợ Kiến Trung, chết 240 người. Cho nên lúc này như vậy là anh em chúng tôi rất là căm phẫn và đồng thời như vậy coi là có một cái quyết tâm rất cao. Làm nào như vậy coi là tiêu diệt được địch, đồng thời như vậy trả thù cho đồng bào cũng như là chúng đánh phá ở khu vực Kim Sơn rất ác liệt. Cho nên là trong khi đó như vậy coi là lúc này là trung đội Kim Đài lúc đã được trang bị súng 12-7. Năm 1972, đế quốc Mỹ tiến hành đánh phá lần hai. Lúc này địch đã biết vị trí của đơn vị nên thay đổi chiến thuật khi bay qua Kim Đài, không bay thấp nữa mà bay cao, bay tránh. Trung đội ngay lập tức chuyển sang phương án tìm địch để đánh. Nhưng sau một số trận không hiệu quả, trung đội trưởng Trần Mạnh Thùy quyết định chủ động rời trận địa ra ngoài mép biển. Chiếc máy bay thứ ba này là chúng tôi đánh bằng súng 12-7, gồm ở trận địa phía đông của Kim Đài. Lúc đó nhưng mà toàn bộ khu vực Kim Đài này lúc bây giờ không có một người dân nào ở xung quanh này, mà chỉ có riêng của Kim Đài là trực chiến thôi. Cho nên là như vậy cánh đồng nó mênh mông, rồi như vậy coi trận địa thì như vậy coi là nằm dọc theo ven sông đáy. Cho nên là như vậy coi là khi địch ra đánh từ Kim Sơn ra, đồng thời như vậy coi là còn lại ra đến Kim Đài thì như vậy còn bao nhiêu đạn thì chúng chút hết cho Kim Đài. Chút Kim Đài thì như vậy trong khi đó như vậy coi là chúng tôi là tổ chức hiệp đồng và như vậy coi là đánh rất hiệu quả, và đồng thời như vậy coi là đạn trúng vào máy bay này nhìn thì mắt như người thường vẫn thấy, là vì như vậy coi là ba khẩu rất tập trung và đồng thời như vậy chúng đạn bốc cháy chiếc máy bay thứ ba mà chúng tôi đánh như vậy là rất hiệu quả và đồng thời đánh vào 12-7. Sau một thời gian trinh sát nắm bắt được quy luật hoạt động của máy bay địch, 9:45 ngày 4 tháng 7 năm 1972, thời cơ đã đến. Bằng 31 viên đạn 12-7, trung đội đã bắn rơi một chiếc máy bay F-4 tại trận địa Cồn Đen ngoài cửa biển. Máy bay bốc cháy, rơi ở phía đông cửa Nẹ, Thanh Hóa. Chỉ sau đó một tháng, vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 8 năm 1972, trung đội đã đánh đón máy bay địch khi chúng vừa đánh phá cầu Trì Chính và đã bắn rơi thành công một chiếc Abazi của Mỹ. Vậy là chỉ với những vũ khí hết sức thô sơ, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, quả cảm, mưu trí sáng tạo trong lối đánh, mà lực lượng vũ trang Kim Đài đã tạo nên chiến thắng, góp phần vào chiến thắng chung của toàn dân tộc.
Đối với nhân dân Kim Sơn nói chung và thôn Kim Đài nói riêng, thì những chiến công đó giống như những bản anh hùng ca mà sau này sẽ còn được lưu truyền mãi. Chúng tôi đề xuất lên ban chỉ huy quân sự huyện xin được chuyển trận địa tin địch mà đánh. Đơn vị đã rời trận địa ở trên bờ ra ngoài bãi vẹt Cồn Đen. Nước mênh mông, chúng tôi đón nóng, đơn vị hạ một máy bay F-4H tại trận địa Cồn Đen. Những chiến công của Trung đội Dân quân Kim Đài là chiến thắng của tình đoàn kết, tinh thần dũng cảm, trí thông minh và nỗ lực vượt qua khó khăn, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn trung đội, sự quan tâm động viên của cấp ủy, chính quyền từ xã đến huyện và sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân và lực lượng vũ trang Kim Sơn được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có 10 tập thể và 4 cá nhân được nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 39 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân huy chương các loại. Được phù sa của biển bao la bồi đắp đã hình thành cho Kim Sơn những vùng đất bằng phẳng, màu mỡ mà hiếm có địa phương nào trong tỉnh có được. Hàng trăm năm qua, từ những vùng đất bãi bồi nhiễm mặn, người dân đã quai đê lấn biển, chắt chiu từng ngày, cải tạo đồng ruộng, hình thành nên những làng xóm trù phú trong màu xanh của những hàng cây cao, cây dừa, tạo nên những nét đặc trưng của huyện miền biển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần vượt khó vươn lên và được thiên nhiên ưu ái, diện mạo của Kim Sơn từng ngày khởi sắc. Vượt qua những đau thương mất mát trong quá khứ, những thanh niên, thế hệ trẻ của Kim Sơn ngày nay luôn tự hào về vùng quê giàu truyền thống cách mạng với những con người dũng cảm, kiên cường, chiến đấu giỏi. Để rồi từ đó, họ ra sức phấn đấu học tập, vươn lên, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.